Xin chào các bạn nhé. Ở đây mình sẽ thay cái vòng bi này, thay cái vòng bi của cái trục trục này là trục lắp bi, đây nó đã bị dơ. Vòng bi này, cái máy này là dùng để làm cả ruộng nên là khi nó chạy dưới ruộng là có hiện tượng nước nó tràn vào trong hộp số. Nếu như mà mình không tháo cái nước đi thì trong quá trình nó chạy cái nước nó sẽ mắc ở trên này, nó sẽ gây rỉ vòng bi, rỉ ăn mòn vòng bi. Cái phớt này khi sau khi mình tháo xong cái phớt đây, đây cái lò xo của nó, lò xo hãng này. Đó. Nó đã bị mòn, nó đứt rồi do mình không có cái lò xo này để thay thế. Mình tháo một cái lò cái phớt loại cỡ to hơn, to cái vòng trong này nhé, để mình cắt bớt ra. Mình cắt bớt đi. Đấy, còn cái này mình sẽ dùng thìn phanh. Cái kìm phanh này là nó có hai tác dụng, vừa là dùng để mở được. Đây, nếu mở thì dùng bên này, dùng hai cái chốt bên này đổi lưỡi đi, đổi cái kẹp của nó đi thì sẽ được. Mình đổi rồi, giờ mình sẽ dùng kìm phanh này mình mở ra. Yeah.
Nó nghe thấy giọng bà nó chạy ra. Dạ. Nó ngồi nó vớ đằng kia, nó nghịch kia. Ai bảo con nghịch điện thế hả? Thank you.
Bây giờ thì sẽ cậy phớt bên này. Đây là cái phớt của nó. Sẽ đóng cái trục cây sang. Hồng bi rất gãy. Mình sẽ phải tháo cái hồng bi ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây mình đã thay bóng bi xong, bóng bi 6203. Bây giờ mình sẽ đóng cho bên kia đóng sao.
không? Mình đã thay xong rồi đấy. Cú trêu ông là sao nhỉ? Thôi bước sang đấy là được rồi, không cần thiết đâu. Đồ đồ lại kia gọi ông mẹ đi lấy để thế là sơn hết xong hết chưa? Sơn hết xong hết chưa? Thế là sơn là em sơn mấy nước? Được bán nước giá bao nhiêu? Không. Ừ biết rồi, tôm là 100 mét, không nói ra sốt thì mà chỉ là nói thôi, tôm là bao nhiêu tiền một mét? Thế sân trường bao nhiêu? Anh biết cái gì mà 2 mét? Chú con nó đang bảo 2 mét. 2 mét rưỡi. Đã có phải
Này cứ bảo nó ra biết gì mà nhiều lúc nó nói mà mình chưa biết nói thế nào. Nó muốn ăn roi lắm mà. Thank you.
ra không? Đá những cái này khỏi nữa. Đem ném bếp kìa đốt đi. Yeah, you know.
Chú tránh ra nào con. Dày dẹp. Mang cái roi đây. Cái hộp đỏ đỏ đâu nhỉ ông đúng nhỉ? Hả? Cái hộp đỏ đỏ đâu mà? Đó. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé.